Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 15 tháng 4 trên kênh Việt Tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã dự báo từ những ngày trước đó, dự báo từ ngày thứ Bảy của tuần này ngày 16 tháng 4, một bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta. Một đợt mưa dông diện rộng sẽ diễn ra ở nhiều khu vực, mưa sẽ diễn ra từ 3 đến 4 ngày. Đồng thời sẽ làm cho nhiệt độ ngày và đêm ở các khu vực Bắc Bộ sẽ giảm mạnh. Dự báo ở Bắc Bộ, từ đêm ngày 16 tháng 4, trời chuyển lạnh, từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Còn trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở các tỉnh miền Bắc với thời tiết tạnh ráo, trong ngày mai, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi như Mường Lai, Mường La, Mai Châu, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ, trời nóng nhẹ. Lưu xuống khu vực miền Trung, nắng cũng xuất hiện từ sớm, do vậy trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, miền Trung sẽ có một ngày với nền nhiệt mức cao, phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện ở các điểm của vùng núi phía Tây như Hầu Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và cả Nam Đông, với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Dự báo ở Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Còn về chiều và tối nay, gió Tây Nam đầu mùa sẽ đưa mây ẩm từ khu vực phía Nam của Tây Nguyên và của các tỉnh miền Đông Nam Bộ sang. Vì thế, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nền nhiệt ở khu vực này cũng ở mức từ 29 đến 31 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa, mưa rào rải rác vài nơi. Sang đến ngày mai, ở cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng gián đoạn, nhưng về chiều tối mai ở hai khu vực này đồng loạt có mưa nhiều nơi. Trong đó, ở khu vực các tỉnh như Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ sẽ là những vùng có mưa vừa, có nơi có mưa to và dông mạnh. Mưa tăng làm cho nhiệt độ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên giảm xuống còn từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm từ 31 đến 33 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió Tây Bắc ở mức cấp 3, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Với khu vực huyện đảo Trường Sa có gió hướng Tây đến Tây Nam ở mức cấp 3 đến cấp 4, có mưa rào và dông về chiều và tối. Từ ngày 16 tháng 4 trở đi, trên đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2 đến cấp 3. Ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.